chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Hấn Quảng thực hiện, phát trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2017, sáng ngày mùng 1 tháng 9, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hấn Quảng đã long trọng tổ chức lễ viếng vong linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Cách đây 72 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đồng loạt vùng dậy, tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc meeting của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, công bố trước quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước ta. Trong giờ phút thiêng liêng, trước tượng đài liệt sĩ, toàn thể đại biểu và đồng bào đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thắp hương tri ân trước tượng đài Tổ quốc ghi công và các phần mộ liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 8, tại chùa Thanh Cảnh, xã Tân Khai, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hấn Quảng đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017 với sự tham gia của đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Nghi thức trang trọng được thực hiện tại buổi lễ là bông hồng cài áo và dân y, thể hiện tình cảm thiêng liêng cao quý của những người con dành cho ông bà và cha mẹ. Đạo tràng và các tăng ni Phật tử cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, công đức cho khắp chúng sinh, ông bà cha mẹ hiền tiền được an lạc, mạnh khỏe. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, lễ Vu Lan báo hiếu được chùa Thanh Cảnh trang trọng tổ chức nhằm giúp cho các Phật tử nhận thức và hiểu rõ hơn về công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ, qua đó tạo điều kiện để các Phật tử thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với các bậc sinh thành. Ngoài ra, lễ Vu Lan báo hiếu còn là dịp để các Phật tử cầu cho quốc thái dân an, giúp họ tự tu tập, răng mình sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện phương châm đó, trong những năm qua, tăng ni Phật tử trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia phong trào yêu nước ở địa phương, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 8, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban ngành đoàn thể huyện Hấn Quảng do bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các cơ sở tôn giáo, chức sắc và tu hành trên địa bàn huyện nhân dịp lễ Vu Lan năm 2017. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc mừng đến các tăng ni Phật tử trên địa bàn huyện một mùa Vu Lan báo hiếu vui vẻ, hoan lạc, bình an, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban trị sự Phật giáo huyện, các chức sắc Phật giáo và bà con Phật tử trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Qua đó, đại diện các cơ sở tôn giáo đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo huyện phát triển và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chức sắc chức việc và bà con Phật tử yên tâm hành đạo theo tín ngưỡng của mình. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 8, tại Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã tổ chức buổi tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các nhân chứng qua các thời kỳ.
từ năm 2013 đến nay, toàn huyện tiếp nhận 41 thông tin về mộ liệt sĩ, đã giải quyết 35 thông tin, hiện nay còn một vị trí nghi ngờ có mộ liệt sĩ tại xã Minh Đức, có 5 đơn đề nghị tìm mộ liệt sĩ. Ban chỉ huy quân sự đã khảo sát nhưng không tìm được thông tin và đã trả lời cụ thể cho từng trường hợp. Trong 8 năm từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện đã quy tập được 40 liệt sĩ, trong đó bàn giao cho đội K-72 quy tập đưa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 20 bộ hài cốt. 20 bộ hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện. Hấn Quảng là huyện có nhiều đơn vị chủ lực tham gia chiến đấu, địa điểm đóng quân phân tán, thời gian trú quân và tham gia tác chiến kéo dài nhiều năm. Có nhiều trận đánh không lấy được thi hài các liệt sĩ, nhất là các trận đánh ta bị tổn thất nhiều. Sơ đồ mộ chí của các đơn vị hầu hết là thiếu hoặc nơi hy sinh ghi chung chung nên khó xác định được vị trí an táng các liệt sĩ. Tại buổi tọa đàm, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã cung cấp cho Ban Chỉ đạo 24 nhiều thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp 1 xã Tân Khai, khu vực suối Sa Cát xã Phước An, tình hình quy tập hài cốt liệt sĩ qua các thời kỳ trên địa bàn huyện. Kết thúc buổi tọa đàm, ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều thông tin từ các nhân chứng và tổng hợp, tiến hành khảo sát các vị trí đã được cung cấp để tìm lại hài cốt của những liệt sĩ đã hy sinh. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước 28 tháng 8 1945, 28 tháng 8 năm 2017. Trong 2 ngày 25-26 tháng 8 năm 2017, tại Trung tâm Hành chính, Ủy ban Nhân dân huyện Hấn Quảng đã đăng cai tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. Các đơn vị giao lưu tranh tài ở 5 nội dung gồm quần vợt, chạy Olympic, nhảy bao bố, kéo co, bóng bàn. Hội thao giao lưu văn hóa thể thao ngày truyền thống văn phòng năm 2017 nhằm tạo điều kiện cho hơn 300 cán bộ công chức viên chức được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó, phát động và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ công chức viên chức, tăng cường rèn luyện sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc ngày hội giao lưu tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Hấn Quảng, giải nhì cho văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Đồng Xoài và giải ba cho văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh. Thưa quý vị, chiều ngày 31 tháng 8 năm 2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước phối hợp với Huyện ủy Hấn Quảng tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ học tập trung khóa 82. Trong thời gian 7 tháng từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, 55 học viên tham gia khóa học sẽ được đội ngũ giảng viên trường chính trị và báo cáo viên của tỉnh trang bị những kiến thức lý luận cơ bản gồm những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, tình hình nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành, nghiên cứu thực tế cuối khóa, ôn thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa. Lớp học nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên về sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện. Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình Điểm tin nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Hấn Quảng thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.